kéo bông giòn. Má thấy lần đầu tiên luôn. Xích vô, xích vô mẹ không? Rồi, chuẩn bị ra. Mẹ kìa, đưa kìa, đưa qua đây nè con. Sản phẩm chưa chậm xíu, mua làm đợi chút. Rồi, vậy, rồi lấy đi con. Lấy đi, đừng bao lấy. Đúng đi con, cũng chịu bà, rồi, rồi. Xong. Quá. Wow. Chụp hình, chụp hình. Cảm ơn mấy anh. Hai người ăn mới hết đó nha. Này người ăn không hết. Một người ăn không hết đâu. Đưa cái mỏ vô đây, chụp hình coi. Nó có chảy không? Ngon không? Rồi đi. Rồi để mẹ liếm. Nước nha con, chọt nha. Khoan nãy giờ được như thế nè, cái mặt xanh lè luôn rồi, dính luôn rồi. Ăn nha, xanh nè. Miếng sữa bằng kim.
đây mẹ, mỏ xanh này, diện giọt màu xanh dương dương. Được kiến lửa nữa, ở dưới chân có kiến lửa. Mận tam hoa. Này mận này chưa có trái. Chú tiên hoa. Nó chưa có trái. Đây có nho rồi nè, nho còn nhỏ. Mà nó chưa chín đó, nó chín nó màu đen. Cái loại này nha. Tao đâu có cho hái 500 ngàn á. Đồ ăn nào Khoa? Con kiếm mẹ nó có, nó kiếm mẹ. Nó kiếm Khoa ăn. Nó không có gì cho nó ăn, chứ con có gì cho nó ăn không kìa. Nó lại kiếm mẹ nè Khoa. Nó kiếm tao nè, mà con cô bác.
bà con cô bác ơi. À sao mọi người nó kiếm tôi dữ vậy? Sao vậy? Sao tập lâm tập lẽ không có tụi ăn? Sao mà tập lâm ở trong không có tụi ăn? Kéo lên 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 lên. Sao nó khôn như vậy? Sao không thấy xếp đồ nhỉ có tụi ăn hả? Nó đi đoán, nó đi kiếm đứa. Dạ, sao vậy? Sao đi theo mình rồi? Sao đi theo mình rồi vậy bạn? Kìa con, kìa con, mấy con đi theo mẹ đã nói hay sao đó. Chuyện nó liếm tay con nó ăn nữa đâu, nó thêm thôi mẹ à. Ở chỗ một đống đồ ăn kìa, mắc cười quá à. Thấy mình ấy cái đi theo qua ngồi xuống đi mẹ chụp hình với lại cái đống cùi con. Khoa đi mẹ chụp hình cái Khoa với đám cùi này nè con. Dính hai mẹ con mà kìa. Cậu bé chăn cừu. Cự ơi, cự ơi, cậu bé chân cừu, cự ơi. Khoa nhịn mặt lên cự ơi con. Cái lụ
nuôi dưỡng chu đáo con chủ lâm trại. Bộ lạc của chúng tôi ngày càng phát triển, gia tăng số lượng dần dần từ 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 và 5.000 chu kỳ. Đặc biệt của chúng tôi ngày càng mở rộng. Cái này thường quốc chúng tôi của tổ đoàn thiên nhiên đến hơn 50.000 chu kỳ. Bộ lạc cũng được thay bộ chu kỳ. Ông lính quân sự cao nhất từ 25 cùng với 15.000 chu dân khỏe mạnh sung sức. Truyền rằng không chỉ chúng tôi mà quý vị đang đến cho những chuyến đi trên trần xa vũ chỉ trong 3 ngày vừa xong thật là kinh khủng. Các cư dân của chúng tôi rất hiền hòa, đôi khi cũng có giải sức bất ngờ, đánh nhau, cãi nhau dầm một tiếng, để khi buồn tôi được về tận nhà tôi. Thôi mẹ đưa con gặm mập lên.
hết 10.000 hả? Gì vậy? Ừ hay vậy. Hên như vậy vậy. Cái con đó chắc cái răng nó bị ấy rồi. Cái con đó chắc cái răng nó còn cái nú. Bảo vật quý giá và có ý nghĩa nơi chốn dương trần. Nào, bên kia có những món ăn tuyệt hảo, quý khách hãy tặng thưởng cho chúng tôi đi. Chúng tôi đang sẵn sàng đón nhận. Kìa, cá sấu đi kìa, cá sấu đi kìa. Kìa, con nhịn cá sấu đi kìa Khoa. Thank you.